Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bài thuốc dân gian đặc trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ngay tại nhà, đơn giản mà hiệu quả rất cao. Bệnh trĩ là một trong những căn bệnh khó nói vì vùng bị bệnh là nơi kín đáo, khó nói, nhất là đối với chị em phụ nữ. Họ thường rất ngại ngùng và không muốn chia sẻ với người khác. Vì thế, họ thường tìm đến những bài thuốc dân gian để chữa trị căn bệnh khó nói này. Và chắc hẳn nhiều người chưa biết quả sung có thể chữa được bệnh trĩ. Bởi các thành phần có trong quả sung không chỉ dùng để chữa bệnh trĩ mà còn có tác dụng phòng tránh bệnh hiệu quả. Vậy, cách chữa bệnh trĩ bằng quả sung hiệu quả nhất hiện nay là gì? Sau đây, Mẹo Sức Khỏe HTV7 sẽ giới thiệu với các bạn bài thuốc chữa trĩ đơn giản hiệu quả ngay tại nhà. Mời các bạn cùng theo dõi video nhé! Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất, đó là khoảng 100g quả sung xanh. Ngoài công dụng chữa bệnh trĩ thì quả sung xanh còn được dùng để chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, da trực tràng, viêm họng, ho, sản phụ thiếu sữa, mụn nhọt lở loét, chán ăn, phòng thấp. Nguyên liệu thứ hai là một nắm rau ngải cứu. Và cuối cùng, bạn chuẩn bị cho mình một nhánh nghệ tươi. Cách các bạn thực hiện như sau. Chuẩn bị một chậu nước sạch, rửa toàn bộ những quả sung đã chuẩn bị thật sạch. Đây là sung sau khi đã rửa sạch. Chuẩn bị một chậu nước khác, tương tự sung thì ngải cứu bạn hãy rửa chúng thật sạch bụi bẩn. Vậy là mình đã rửa xong hai nguyên liệu là quả sung và rau ngải cứu rồi. Giờ chúng ta hãy sơ chế chúng nhé. Với sung thì bạn thái chúng thành từng lát mỏng. Các bạn xem mình thực hiện này, chúng ta cứ từ từ thái hết chỗ sung này các bạn nhé. Tương tự sung thì đối với ngải cứu, bạn cũng thái nhỏ chúng ra và đây chính là ngải cứu đã được mình thái nhỏ rồi. Bây giờ bạn chuẩn bị một cái xoong sạch, cho ngải cứu và sung sau khi đã được sơ chế vào xoong này. Đổ thêm vào xoong khoảng 400ml nước sạch và đun sôi chúng lên. Vậy là xoong nước của chúng ta đang sôi rồi đây. Mình thái nghệ thành từng lát mỏng và cho vào xoong đun cùng sung và rau ngải cứu nhé. Thank you.
các bạn đun thêm khoảng 3 đến 5 phút là xong. Và đây là nồi nước quả sung kết hợp rau ngải cứu và nghệ tươi mà mình đã thu được. Các bạn đổ chúng ra một cái chậu nhé. Đây cũng chính là chậu nước dùng để trị trĩ ở phương pháp này của chúng ta. Các bạn sử dụng như sau. Đối với cách làm này thì các bạn nên thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tiến hành xông hơi vùng hậu môn và búi trĩ cho đến khi nước nguội. Khi xông hơi, người bệnh nên dùng một tấm chăn mỏng phủ từ đầu tới chân, bao gồm cả chậu nước. Khi nước còn ấm, chắt lấy nước vào thau và tiến hành ngâm rửa vùng hậu môn, phần búi trĩ. Nếu bạn kiên trì thực hiện hàng ngày thì chắc chắn bệnh sẽ chuyển biến tốt và đạt hiệu quả rõ rệt đấy nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách xông hơi trị trĩ bằng quả sung kết hợp rau ngải cứu và nghệ tươi rồi. Mình hy vọng video của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.